Chào mừng quý vị và các bạn đến với Trạng Cờ Đất Việt Cúp Xi Măng Long Sơn năm 2016. Và ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu với các bạn một trận đấu hết sức được chờ đợi. Trận đấu giữa kỳ thủ Nguyễn Anh Linh của câu lạc bộ Hà Thành và Phạm Đình Huy đến từ Hải Phòng. Xin chào Nguyễn Anh Linh. Cảm giác thế nào khi em đứng trong một không gian hết sức là cổ kính, có thể nói là trái tim của cả nước? Đây là một cảm giác rất là khá là tự hào và hạnh diện. Rõ ràng là hết sức hạnh diện rồi, trải qua một vòng loại khó khăn đến gần 400 kỳ thủ và lọt vào top 32. Linh sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 89. Em làm ở đâu? Em làm ở công ty cổ phần tiến bộ quốc tế. Ngày hôm nay em mặc một cái áo đỏ và điều đấy đồng nghĩa việc em sẽ cầm cây đi trước. Em nghĩ thế nào về đối thủ của mình? Em có tìm hiểu gì chưa? Em cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng không có nhiều thông tin về... Có căng thẳng lắm không? Cũng hơi căng thẳng. Hơi căng thẳng. Và bây giờ quay lại, chào Phạm Đình Huy. Hình như đây là lần thứ 3 anh gặp em ở Trạng Cờ Đất Việt. Cảm giác thế nào khi mà năm nào em cũng vượt qua được vòng loại? Em có bí quyết gì không? Chia sẻ với quý vị khán giả. Em nghĩ là để vượt qua được một vòng loại cũng nhiều kỳ thủ thi đấu ấy, ngoài yếu tố chuyên môn còn có cả yếu tố may mắn. Em có thể là người may mắn. Em trước kia em đã là kỳ thủ A1 của Quảng Ninh thi đấu quốc gia. Và ngày hôm nay chơi ở trong một cái không gian này, chơi trong một không khí hết sức là hấp dẫn của Trạng Cờ Đất Việt, em thấy cảm giác nào có khác với cả việc em thi đấu quốc gia hay không? Rất là khác ạ. Và em không hiểu sao em có cảm giác rất là hồi hộp. Đêm qua ngủ em rất là ít. Ngủ rất ít đúng không? Và sáng nay em phải đi từ rất là sớm, bây giờ mới là 8 giờ sáng của giờ Hà Nội. Em đi từ Hải Phòng lúc mấy giờ? Là em lên Hà Nội từ tối qua. Em có quyết tâm không? Đã có chứ ạ. Cơ hội của em là bao nhiêu phần trăm, nói thật? Em nghĩ là 50-50. Và như các bạn đã thấy, hai kỳ thủ để hết sức quyết tâm. Và xin chào mời quý vị các bạn đến với trận đấu vòng 1-16 của Trạng Cờ Đất Việt Cúp Xi Măng Long Sơn 2016. Khi xây dựng, tôi chọn xi măng bền bỉ, dẻo dai. Khi đổ bê tông, chúng tôi lựa chọn loại xi măng có độ cứng hoàn hảo và tuyệt đối ổn định. Doson 工場における先端技術で高品質のセメントを生産いたします。 Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trận đấu bắt đầu. Bình 7 tấn 1, pháo 2 bình 3. Và trước mặt các bạn đang là trận đấu giữa kỳ thủ Nguyễn Anh Linh đến từ câu lạc bộ Cờ Tướng Hà Thành và Phạm Đình Huy đến từ câu lạc bộ Phố Nối Hưng Yên. Và ngày hôm nay vẫn như mọi khi hết sức quen thuộc là bộ đôi bình luận viên quen thuộc của các bạn. Tôi Phạm Thanh Trung, admin diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo .com và anh Vũ Hữu Cường, huấn luyện viên kiêm vận động viên của đội tuyển Cờ Tướng Hà Nội. Xin chào anh Vũ Hữu Cường. Vâng, xin chào anh Trung và xin chào quý vị khán giả. Rất nhanh mời anh tiến vào thực chiến của ván đấu. Tiên nhân chỉ lộ đối tốt để pháo. Vâng, Nguyễn Anh Linh đi tiên nhân chỉ lộ đối với hậu liên pháo, nhưng bên Nguyễn Anh Linh đi 38-9 cũng là một tiến mà nó cũng là cổ lắm rồi, và có thể là những nước cờ trá trận đối với cả Phạm Đình Huy. Và để đối lại thì Phạm Đình Huy đánh trung pháo cũng rất pháo. Xe 9-8, một trận đấu hết sức cân tài cân sức. Phạm Đình Huy là một cái tên cực kỳ quen thuộc của chúng ta. Anh đã có mặt tại Trạng Cờ Quý Tị năm 2013, Trạng Cờ Đất Việt năm 2015 và Trạng Cờ Đất Việt năm 2016. Phía bên kia là Nguyễn Anh Linh của Hà Thành, một kỳ thủ trẻ có lối chơi hết sức là xông xáo, và tôi đánh giá rất cao anh về khả năng cuộc với khách cuộc. Câu lạc bộ Hà Thành là một câu lạc bộ có những cái sinh hoạt rất là chuẩn, rất là chuyên nghiệp, dùng từ chuyên nghiệp để chính xác hơn, rất là chuyên nghiệp ở trên các cái giải đấu tại làng cờ Hà Nội và có đóng góp rất nhiều cho phong trào của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Tôi 1-1 đúng như anh Cường phân tích.
tượng 7 tháng 9. Vâng, một nước đi cảm nhận như là nước cờ hơi khó hiểu. Trong một số hình cờ, nếu như mà trong thi đấu mà chúng ta trong hình cờ kinh nghiệm thi đấu của các danh thủ như liên tục viên như thế này thì hát ít lắm người lên. Tại vì nó rất là dở, trong khi nếu như vào một hình đồ phạt thuộc và hình đồ cần phải chọn cờ thì cũng không được về. Và những con tượng vách như thế này rất dễ bị mắc. Sĩ 4 tấn nào. Và có cảm giác là bên đỏ đang chiếm ưu thế và bên đi thì họ có đi hơn. Đúng như anh Cường phân tích. Tượng 3 thoái 5. Chính xác là mã 7 thoái 6. Và trong một cái không gian mà khi mà diễn ra trận đấu đánh tại cái di tích lịch sử đền Ngọc Sơn, cái di tích lịch sử mang cái xếp hạng đặc biệt của quốc gia, thì có rất rất nhiều khán giả đang theo dõi, kể cả là những du khách đến từ nước ngoài. Và trong một cái không gian đó, mà trong một không gian đông người như vậy mà các kỳ thủ mà đi không được chính xác như cái khả năng thật sự của mình cũng phải hết sức thông cảm. Chưa kể thời gian là chỉ là được có 25 phút một bàn đi mà thôi. Binh 5 tấn 1. Vâng, nước cờ có thể tránh nước pháo cuộn vào 5 của bên xanh. Và đồng thời cũng có thể đang nếu như trong thế không đổi sẽ làm và xong thiên tạc. Có khi lại đi pháo 2 bình 4 nhỉ? Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, nếu pháo 2 bình 4 đi ăn xanh thì có pháo 5 tấn 4 đi ăn cất đỏ. Và cũng rất là nguy hiểm. Thì khi đó thì con tốt 5 nó sẽ được mở rồi. Ấn xe 8 tấn 3. Giữ bằng được tốt đâu. Và tôi cũng xin hé lộ một cái thông tin vui cho quý vị khán giả là công ty Simbang Long Sơn cam kết hỗ trợ trận cờ đấu biển từ 5 đến 10 năm. Vâng, đây quả là một thông tin rất vui và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau rất là nhiều, gặp lại các danh thủ hàng đầu của chúng ta. Không thể không kể đến công ty Khóa Việt Tiệp, một cái đơn vị mà có trụ sở tại Đông Anh, một đơn vị mà luôn luôn hết sức hỗ trợ cho trận cờ đấu biển. Rồi khách sạn Minh Cường Đông Anh, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình và công ty Infull 24/7. Có lẽ là loại pháo đêm, pháo hai hàng, tôi cảm nhận rất là không có tác dụng mới. Vâng, pháo 2 tấn 4, nhưng đúng như anh Cường phân tích, đúng là bên đỏ đã đi tương đối nhiều nước pháo và đây có thể nói là cái sự tận dụng khả năng đi tiên của bên đỏ ở trận đấu này là không tốt. Về Nguyễn Anh Linh ấy, thì trước kia anh là một kỳ thủ trẻ của Bộ Công an và anh nghỉ chơi khá là lâu rồi. Nhưng trong vòng 2-3 năm đổ lại đây thì Nguyễn Anh Linh quay trở lại thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Hà Thành. Pháo 8 tấn 2 tiếp tục ấn cặp pháo gánh. Vừa rồi Huy ấn pháo 4 tấn 1 để bắt pháo buộc pháo đỏ phải chặn. Tôi nghĩ là nước cờ pháo 8 tấn 2 là hình thành cái pháo gánh chặn nhau. Ngoài ra thì có thể đi pháo 8 tấn 1. Vâng, tôi thích nước pháo 8 tấn 1 hơn về lâu về dài nhau vào cái vị trí của con tượng yếu ấy. Trong cái thế trận rằng dài theo kiểu thái cực quyền như thế này thì tôi nghĩ là ván đấu sẽ tôi cảm nhận ra một cái kết quả hòa. Vừa rồi là một nước cờ xe 87 bắt ngựa. Chính xác pháo 2 tấn 1. Tôi có thể thấy nước xe 87 ở Phạm Đình Huy cần phải xem lại. Và mã 6 thoái 7. Như vậy thì nhiều khả năng pháo 2 sẽ phải thoái 3. Pháo 2 cũng có thể thoái 2. Pháo 2 thoái 2 bắt pháo đầu. Thì sau khi đi nước cờ như vậy, nếu ăn được pháo đổi cây thì sẽ tuần được hàng tốt, thì tôi nghĩ là hình cờ sẽ sáng sủa hơn. Tuy nhiên, Nguyễn Anh Linh nghĩ khác. Mã 9 thay 7 với mục tiêu tôi nghĩ là lấy căn cho xe 8, đồng thời về sau này có thể nhảy mã 7 thay 6 để bắt tốt đồng.
Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu chặng cờ đất Việt Cup xi măng Long Sơn năm 2016. Giải đấu nhận được sự tài trợ chính của công ty xi măng Long Sơn, công ty cổ phần khoáng Việt Tiệp và các nhà tài trợ, công ty Infull 24/7, khách sạn Minh Cường Đông Anh và khách sạn The Ritz Hotel thành phố Ninh Bình. Các trận đấu của chặng cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên VTC2, VTC3. Ngoài ra các trận đấu cũng được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Vậy trong trường hợp như thế này, nếu như màu đỏ không nhảy nó là tầng 4 mà có 2 tầng 2 xuống thì bên xanh đã hồi báo về văn phòng. Mã 3 tầng 4 đúng như anh Cường phân tích. Và nếu như không có gì thay đổi lớn, tôi nghĩ là trận đấu này sẽ hòa. Đấy, tôi vừa thoáng nhìn ra nước mã 3 tầng 2 này, sử dụng xe bắt pháo. Pháo 8-1. Và mã 6 lại thoái vậy. Chính xác, pháo 8-3. Buộc vào xe 7-2 rồi. Nước cờ thoái mã về không ngay của Phạm Đình Huy. Pháo 2-2. Hai phương án về tượng hoặc về xe. Chắc là về tượng. Tôi nghĩ là về xe. Về xe ạ. Nếu như về tượng thì sẽ là xe 2-6, rất là khó xử cho bên xanh. Và bây giờ sẽ là xe 2-6. Nước cờ cũng rất hay. Pháo 5-2. Là sẽ là xe 8-7. Bình 7 hay bình 6 thưa anh Cường? Nếu như bình 6 có khả năng bình 2 đến nhiều ăn 3 đến tốt phục pháo. Phải phòng 1-3. Vậy trong tình thế như này thì tôi nghĩ là con xe đỏ có thể ăn thắng tốt 3. Tôi nghĩ là cũng không nên ăn vội thì con chạy pháo đa bộ của xe. Anh này vô tình đã cởi ra cái con xe xanh quá. Vừa rồi tôi nghĩ là có thể la mã 4-3 bắt tốt đầu để đánh chắc chắn hơn. Một nước cờ tôi nghĩ là ăn xe thắng tốt đó là sai lầm của nó. Nó tạo tình huống cho bên xanh chạy pháo rồi bắt lại pháo, dọa phản công. Bây giờ lại là cái nước cờ gỗ đà pháo 8-7 ăn vỡ tượng rất hay. Nước cờ có thể nói là đầu tiên là nước xe 2-7 của bên đỏ đã là tương đối vội rồi, nhưng phải nói là Phạm Đình Huy phục cái nước pháo 2-8 này rất là hay. Bàn cờ xoay chiều, anh Cường có đồng ý không? Đúng như vậy. Nếu như đỏ pháo 2-1 thì sẽ là pháo 8-7 đâm chiếu và ăn thẳng xe tượng. Đấy, một nước cờ mất nước và được tấn bốc pháo. Rất đáng tiếc cho bên đỏ. Tôi nghĩ là đi bên 7-1 hợp lý hơn. Bên 7-1, bên 7-1, bên 7 cứ đi mãi không thôi. Tiếp tục bên 7-1. Rất nhanh, rất khẩn trương. À, mặc dù kém cây là bên xanh cũng đang rất là lộn xộn, cho nên là vẫn chơi được. Vâng, và sẽ là bên 7-1 tiếp. Vâng, được tiền xe bắt tốt, tôi nghĩ là bên xanh đã nghĩ đến chuyện ăn tốt để thả bên ngoài. Tôi nghĩ là bên 7-1 rất là có lực và ai hiểu rất nhiều. Đây, đấy, đã tạo được tiền cho bên đen đấu xe và mất con xe chiến. Bây giờ buộc phải ra xe 2-1 rồi. Nếu bên kia pháo 4-1 thì lại binh 7-1 tiếp thôi. Ra xe 2-1 sẽ là 6-5. 6-5 mất cây thưa anh. Vâng, và đến bây giờ đây sẽ là xe 2-7.
ăn tốt đầu, cả hai bên đều ăn tốt đầu của nhau. Mời đổi cây rồi, rất kinh nghiệm, cũng kinh nghiệm không kém. Chắc là vào sau thế ta không có thể ấn pháo 6 4 tấn 1 và tỏa ra biên. Nước cờ này có thể lên sĩ bắt tốt ngay. Lên sĩ bắt tốt thì tôi cảm giác là hay hơn. Bắt tốt bắt mạng. Thời gian không còn nhiều. Có cảm giác bên xanh hơn cây nhưng mà cảm giác là rất bị lúng túng trong mấy pha chuyển cây. Vâng, trong tình huống mà hai bên còn ít thời gian, ví dụ như 20 giây hoặc 19 giây thì cái sự ân cây này nó không còn tác dụng nữa. Và lúc đấy là ấn đồ, ai ấn đồ hay hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Vâng, có cảm giác là pháo đầu, pháo 6 và con mã ở cánh phải của bên đen đang uy hiếp. Vừa rồi đúng là Huy đánh cờ nhanh rất không tốt, chạy sang hai dọa thọc xuống để ăn để tìm cách bắt tượng thì hay hơn. Tuy nhiên dùng hai pháo một tốt biên để tấn công dần dần vào cánh bên này thì tôi nghĩ là được rồi, là sẽ là một thua rất cẩn thận cho tướng ra rồi. Tránh những cái cục và cục bất ngờ, ăn tốt đầu rất nhanh, rất bình tĩnh. Có cảm giác là mình đã xanh hơn cây thì có cảm giác cuống rất cuống, tốt biên hả, đi tốt biên vào mồm có khi không dám ăn đâu mà. Đúng là cực kỳ cuồng. Vâng, sẽ là 19.8. Rồi trong tình huống như thế này là khả năng là chiến thắng trong tầm tay rồi. Linh vận đầu rất kiên cường. 45 giây với 29 giây. Có cảm giác là 45 giây để cuốn vào đại 9 giây. Rất nhiều mối lo. Tôi nghĩ kéo bên xanh lại phải xin hòa chứ. Thời gian bây giờ có cảm giác nó tương đồng hơn rồi. Sành lép hơn nữa cơ. Rất là vui. Mất cây. À đổi cây, xin lỗi quý vị các bạn. Không đủ thời gian. Ôi cho mất trời ơi, mất cây rồi. Vâng, ván cờ này có thể xử hòa ngay được ạ. Và chào đón các bạn đến với trận cờ chớp sau đây ít phút nữa.
Trận cờ chơi bắt đầu rất nhanh. Và Linh vẫn được đi tiên. Đi rất nhanh, các bạn thấy. Hình như là đại khai môn chung pháo đối đầu với cả Song Phá Qua Hà. Nhất thua. Và miếng này bên hậu bỏ cây vẫn đúng cuộc. Và trong hình cờ có 8 tới 1 đang chuẩn bị có 8 bình 3 bắt chết xe. Người ta có câu là đi nhanh như gió, tôi cảm thấy ván này khai cuộc đi nhanh hơn cả gió. Tôi nghĩ không là, có lẽ là đến đây sẽ là bình 3 tới 1. Lại một nước cờ sai lầm của bên đỏ. Chính xác là pháo 8 tấn 2. Là một nước đi để chuẩn bị có 8 bình 5 từ tướng bắt xe. Khi đó nhảy mã lên ăn xe xong thì sẽ là ăn được con mã này. Thời gian dành cho bên đỏ là 6 phút, bên xanh là 4 phút. Có thể đây là một nước bỏ lại đây. Xanh có thể bình 7 tấn 1. Nước bình 7 tấn 1 là rất hay. Phạm Đình Huy đã nhìn ra. Không, anh đi mã 7 tấn 6. Đấu cây. Và bây giờ phải chạy mã. Một nước bắt xe để gọi chiến thắng. Cũng không làm gì được ngay trong việc lăng mã về chiến tướng thì có thể xe 2 bình 6. Thằng cũng có thể ăn về tốt đầu. Ăn về tốt đầu hoặc là ngược ngựa về. Mã 6 thay 4. Mở đường cho mã 8 tấn 2. Lên tượng rồi. Không còn cách nào khác. Nếu như không sẽ mất cây này. Bây giờ pháo 8 tấn 2 chính xác, chuyển tâm biên. Rồi. Không để ăn chích lên thì sẽ mất xe. Còn nếu ăn xe lên thì đâm chiếu về chỉ chuyển xe sang qua là cùng. Tôi nghĩ là cả cái cánh phải của bên đỏ không có một cây nào hiểm trợ. Tôi nghĩ là bên xanh sẽ cùng. Nước về cây rất hay của bên xanh. Và bây giờ sẽ là rồi, sẽ chuyển xe 6. Kết thúc trước khi ra đòn quyết định. Rất kinh nghiệm, nhìn kỹ xem bên đối phương còn được phản hay không. Bởi vì sau nước cờ này nếu ăn xe không và thay vì chuyển xe sang đánh cục thì anh chọn phương án ăn xe không. Tôi nghĩ là xe 4 bị 6 có thể là đánh cục ngay. Và cái nước ăn xe không này không hay một tí nào. Không hề hay. Chuyển xe 4 bị 6 sang là thắng ngay. Tuy nhiên thì hai xe một pháo đang tấn công vào cánh phải của bên đỏ. Và trong khi đó bên đỏ không có một cái điểm mà quan trọng lại. Sĩ 6 tấn 5, chắc phải giật xe về 1 thôi. Vâng, chắc là xe 4 tấn 1. Cũng có thể là xe 4 tấn 1. Ăn tường ngay, rất thông minh. Nếu ăn mã về giật xe thiếu cục. Rất nhiều cục. Vâng, sẽ là xe 8 thoái 3. Bắt cục luôn. Chạy xe chưa đã. Vâng, nhiều đơ sót lắm. Hai kỳ thủ đi rất nhiều đơ sót. Đang lấy giờ. Cờ này thì nếu mà đánh như này Linh mà không chuyển nữa đi thì Huy sẽ giành quyền ở vòng sau. Vâng, đến đây là Phạm Huy chỉ cần hòa thôi là thắng rồi. Vâng, do vậy mà bên xanh cũng cần thắng. Như vậy là sẽ phải thượng tướng lên. Thế mặc dù có khả năng anh cũng đi mà Phạm Huy rất cẩn thận.
anh chỉ cần hòa thôi, hòa là đã vô vòng sau rồi. Có khả năng đánh cực nhưng mà anh không đánh mấy lần rồi. Nếu Linh không đổi nước, đối phương của anh sẽ giành quyền vào vòng sau. Một chiếu nhất cách theo luật cờ tướng Việt Nam là hòa. Thế thì các bạn đã thấy là cái ván đầu tiên rất đáng tiếc cho Nguyễn Minh Linh. Anh đã để mất cơ hội vào vòng sau của ván đầu tiên, và đến ván thứ hai thì sẽ là cơ hội của Minh Linh. Tôi nghĩ rồi anh Linh sẽ thượng tướng thôi. À, hất sĩ, đổi nước rồi. Bây giờ thì quá nhiều nước đánh. Sẽ là xe 86. Xe 86 ăn sĩ. Chớ quên là pháo 7 đang bắt xe. Chuyển sang 800, đổi cây, rất cầu toàn. Phải nói là cực kỳ cầu toàn. Vừa rồi không biết tại sao không tiện tay dắt dây ăn tự biên đi. Đúng là hai kỳ thủ này chơi cờ nhanh, rất căng thẳng. Theo trong tình thế bình ổn như này, bên đây thì đi 3 nước tốt nữa là có khả năng dẫn đến chiến thắng. Vẫn còn nước tăng tượng, rất kinh nghiệm. À, rồi vẫn bảo lưu phải ăn tượng biên đi thì phá sẽ không có căn. Lúc này thì nhà lắm, chỉ được đi bên 7-1, 7-1 là tụng. Sẽ là xe 3-4 rồi lên tượng 3-1. Mất không một tôn. Vâng, một phạt xử lý tương đối vụ của mình sạch. Các bạn đang xem trận cờ nhanh trong khuôn khổ giải đấu trận cờ đất Việt Cup xi măng Long Sơn năm 2016. Giải đấu nhận được sự tài trợ chính của công ty xi măng Long Sơn, công ty cổ phần khóa Việt Tiệp, các nhà tài trợ, công ty Infunai 4/7, khách sạn Minh Cường Đông Anh và khách sạn The Ritz Hotel thành phố Ninh Bình. Các trận đấu của trận cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên VTC2, VTC3. Ngoài ra các trận đấu được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Chỉ đi bình 1-1 lên, đi mãi hoài tốt. Rất luống cuống. Và quá tượng không cho lên bắt tốt. Không cho lên tượng bắt tốt. Đáng nghe lúc nãy theo ý tôi là ăn tượng này lên thì không làm nhằn như này. Ăn ngay cả tượng đấy. Tuy nhiên cái gì còn tốt đấy là khả năng là mình xanh chỉ cần một bàn hoài thì tôi nghĩ là khả năng rất là dễ. Tuy nhiên là nếu mà chơi luống cuống này thì anh Huy cần phải tránh cái phương án mà xe bị đuổi cũng chẳng. Cờ nhanh rất dễ mắc đấy. Hư số tốt. Còn pháo từ nãy giờ lăm le bắt con tượng đài thì rất vui. Nếu không có gì thay đổi, Phạm Tinh Huy sẽ là người cầm quân xanh, sẽ là người đi tiếp. Đúng rồi, nên chặn không cho pháo đóng vào đầu. Bây giờ đi tốt 1-2. Vẫn bắt cầy.
Minh Hải tấn một. Vâng, và sẽ là Minh Hải tấn một. Đã nhận thua cuộc và xin chúc mừng Phạm Đình Huy. Xin được gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Anh Linh với những ván cờ chất lượng của giải đấu lần này. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.